ứng sự mong đợi của quý vị, Hành Trình Tương Lai hiện đã có 3 bản tin sáng, trưa và tối để đem đến những tin tức chính xác, trung thực cùng với giá trị nhân sinh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần tin trong nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Hơn 10.000 người Việt Nam tiêm vaccine viêm phổi Vũ Hán. Tính năng mã QR chip điện tử trên căn cước mới. Trẻ mầm non ở Hải Dương tiếp tục nghỉ học sau ngày 17 tháng 3. Bà Cơ So Herber khóc không tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 14 tháng 3, chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia TCMR cho hay, tính tới cuối giờ chiều ngày 13 tháng 3, có thêm 4.793 người được tiêm chủng an toàn vaccine phòng viêm phổi Vũ Hán, nâng tổng số người đã được tiêm vaccine viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam lên 10.041 người. Số lượng người được tiêm vaccine tại các tỉnh như sau: tỉnh Hải Dương 6.287 người, Hà Nội 163 người, Hưng Yên 840 người, Bắc Ninh 312 người, Bắc Giang 823 người, Hải Phòng 205 người, Thành phố Hồ Chí Minh 774 người, Gia Lai 200 người, Long An 193 người, Đà Nẵng 117 người, Hòa Bình 32 người, Khánh Hòa 95 người. Theo Bộ Y tế, một số cơ sở y tế đã tạm ngừng tiêm vaccine trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, nhưng tiếp tục triển khai vào đầu tuần tới khi quay trở lại làm việc. Theo báo cáo nhanh từ các điểm tiêm chủng, trong ngày 13 tháng 3, chương trình TCMA không ghi nhận trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm vaccine của AstraZeneca. Các địa phương yêu cầu người đi tiêm chủng thông báo đầy đủ tình trạng sức khỏe và tiền sử tiêm chủng cho cán bộ y tế như các bệnh nền, các bệnh cấp tính mắc và sử dụng thuốc trong thời gian gần đây. Lưu ý các trường hợp có tiền sử dị ứng. Gần 2 tháng qua, Công an toàn quốc thu nhận hồ sơ cấp hơn 1,2 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân và đang đẩy nhanh tốc độ để dự kiến hoàn thành cấp thẻ cho 50 triệu người vào ngày 1 tháng 7. Điểm khác biệt của thẻ căn cước lần này so với trước đây là con chip gắn ở mặt sau thẻ và mã QR ở mặt trước. Để thông tin rõ hơn về tính năng của công nghệ này, Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho hay, chip điện tử mã hóa các dữ liệu cá nhân cơ bản của công dân, họ tên, quê quán và vân tay, hình ảnh, đặc điểm nhận dạng. Ngoài ra sau này chip điện tử trên thẻ căn cước có thể cập nhật các thông tin cá nhân như bảo hiểm, ngân hàng, giấy phép lái xe. Việc cập nhật sẽ được thực hiện thông qua sự chủ động của người dân đến thông báo tại cơ quan chức năng hoặc thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thiếu tướng Huệ nói, loại chip này phải có đầu đọc chuyên dụng mới trích xuất được thông tin. Các cơ quan tổ chức tùy theo nhiệm vụ sẽ trang bị máy đọc thông tin phù hợp với chức năng giải quyết thủ tục hành chính. Ví dụ, cảnh sát giao thông trên cao tốc có thể được trang bị đầu đọc để kiểm tra giấy tờ tùy thân của tài xế. Nhờ chip điện tử và mã QR in trên thẻ căn cước mới này, người dân khi đi giải quyết thủ tục hành chính sẽ không cần phải có thêm giấy xác nhận số chứng minh thư cũ như khi đổi từ chứng minh thư 9 số sang thẻ căn cước mã vạch 12 số trước đây. Vừa qua, tại cuộc họp thường trực tỉnh ủy Hải Dương, ông Phạm Xuân Thăng, bí thư tỉnh ủy, yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa để người dân không lơ là chủ quan, vẫn phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch trong các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện. Nơi nào không chấp hành sẽ xử phạt nặng. Bí thư tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nêu rõ, sau ngày 17 tháng 3, tùy tình hình thực tế, các địa phương áp dụng biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Ngành giáo dục và các địa phương khẩn trương chỉ đạo vệ sinh khử khuẩn tất cả trường học và sử dụng làm nơi cách ly tập trung, bảo đảm cơ sở vật chất và an toàn dịch bệnh trước khi cho học sinh trở lại trường học. Việc học sinh đi học trở lại vào thời điểm này tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương. Ưu tiên học sinh lớp 12 và lớp 9 trở lại trường sớm hơn với điều kiện kiểm soát chặt chẽ an toàn dịch bệnh. Những nơi an toàn có thể cho học sinh trung học cơ sở, tiểu học đi học trở lại nhưng không tổ chức ăn bán trú. Riêng trẻ mầm non vẫn tiếp tục tạm dừng đến lớp. Mới đây, lãnh đạo thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai xác nhận thông tin đại biểu Quốc hội Cơ So Herber Khắp sẽ không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, theo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, các đại biểu Quốc hội của tỉnh Gia Lai khóa 14 đều không tái ứng cử để bầu vào Quốc hội khóa 15. Hiện tỉnh Gia Lai có 4 đại biểu Quốc hội gồm
ông Hồ Văn Niên, trưởng đoàn, bí thư tỉnh ủy Gia Lai, ông Đinh Duy Vượt, ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ông Rơ Ma Tuân, chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và bà Cơ So Hơ Bơ Khắp, trưởng công an thị xã Ayunpa. Nữ đại biểu Quốc hội Cơ So Hơ Bơ Khắp từng gây ấn tượng mạnh với cử tri cả nước khi có những bài phát biểu trực tiếp chất vấn, tranh luận thẳng thắn về diện tích rừng, xử lý pin năng lượng mặt trời, thủy điện trong các kỳ họp Quốc hội thời gian qua. Một số câu nói của nữ đại biểu Gia Lai từng làm dậy sóng nghị trường như: bởi sau này pin đó hết hạn sử dụng thì để làm gì? Những tấm pin đó được xử lý thế nào, đưa lên mặt trăng hay để nướng bò một nắng, đặc sản ở Gia Lai chúng tôi hay sao? Hay tôi cố gắng thấu hiểu nhưng bộ trưởng có nghe mà không hiểu tôi hỏi gì? Trao đổi với báo chí về việc vì sao không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bà Cơ So Hơ Bơ Khắp cho biết, trong một nhiệm kỳ qua, mình làm đại biểu kiêm nhiệm thì ở địa phương, trung ương cũng có cơ cấu làm đại biểu chuyên trách. Nhưng mình muốn theo đuổi nguyện vọng làm cán bộ công an nên không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 nữa, chỉ đơn giản vậy thôi. Tiếp theo là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Ông Trump bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện gây quỹ. Palestine quan ngại xếp mở văn phòng ngoại giao ở Jerusalem. Bộ trưởng Y tế Jordan đột ngột từ chức. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã khiến đám đông ngạc nhiên khi bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện giải cứu chó của tổ chức Big Dog Rescue ở Palm Beach, tiểu bang Florida. Ông Trump mặc áo sơ mi trắng và đội mũ lưỡi chai màu đỏ mang khẩu hiệu "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại", nói với những người tham dự tại sự kiện: "Tôi đã không chuẩn bị cho điều này, nhưng khi tôi đang đi bộ và tôi nghe thấy mọi người la hét và tôi nói, ồ, chuyện gì đang diễn ra vậy? Và có người nói rằng, chúng tôi sẽ giúp những chú chó, và tôi thấy điều này rất tốt. Những gì bạn đang làm rất quan trọng và quá tuyệt vời, và tôi ủng hộ các bạn 100%. Các bạn đã có nhiều cuộc meeting ở Tòa Bạch Ốc và phòng bầu dục liên quan đến việc cứu và giúp đỡ những chú chó." Cũng trong bài phát biểu ngắn gọn của mình, ông Trump đã khen ngợi con dâu và ám chỉ rằng cô ấy có thể sẽ tranh cử vào Thượng viện. Lara Trump đã cân nhắc tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ ở tiểu bang Bắc Carolina, nhưng vẫn chưa công bố chính thức. Ông Chase Scott, phát ngôn viên của tổ chức Big Dog Rescue, nói với trang Washington Examiner rằng: "Tổng thống Trump đã đến tham dự sự kiện và cảm ơn những người tham dự đã hỗ trợ trong việc giúp tổ chức giải cứu chó, cứu được 47.000 con chó cho đến nay." Đám đông đã đáp lại bằng sự hoan nghênh nhiệt liệt dành cho Tổng thống Trump, Lara Trump và Rory Simon vì công việc họ đã làm để thông qua dự luật chống hành vi tàn ác quốc gia đầu tiên để bảo vệ động vật. Ngày 13 tháng 3, chính quyền Palestine và Liên đoàn Ả Rập đã lên tiếng quan ngại việc Cộng hòa Séc mở văn phòng ngoại giao tại Jerusalem, trực thuộc Đại sứ quán nước này ở Tel Aviv, Israel. Bộ Ngoại giao Palestine khẳng định nước này coi bước đi của Cộng hòa Séc là hành vi công kích nhằm vào người dân và chính quyền Palestine, vi phạm luật pháp quốc tế gây tổn hại đến tiến trình hòa bình Trung Đông. Từ Cairo, Ai Cập, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Al-Bougay cũng tuyên bố quy chế pháp lý về Jerusalem sẽ bị ảnh hưởng phần nào bởi quyết định của Séc, khẳng định Đông Jerusalem là vùng đất của người Palestine bị Israel chiếm đóng, dựa trên luật pháp quốc tế. Trước đó một ngày, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis đã dự lễ khánh thành văn phòng ngoại giao tại Jerusalem. Được biết, Séc là quốc gia ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong cuộc xung đột Palestine-Israel. Tuy nhiên, đây cũng là quốc gia ủng hộ lập trường của Israel nhiều nhất trong Liên minh châu Âu. Việc khánh thành văn phòng ngoại giao cũng diễn ra sau khi Israel vừa mới gửi lô vaccine viêm phổi Vũ Hán tới Cộng hòa Séc. Ngày 13 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Y tế Jordan Naziz Obeidet đã đệ đơn từ chức sau khi để xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến 6 bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán tử vong đột ngột. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này được xác nhận là do tình trạng thiếu hụt oxy đột ngột ở Bệnh viện Ansar, nơi có khoảng 200 bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán đang được chăm sóc đặc biệt. Sự cố này xảy ra trong khoảng từ 6 đến 7 giờ sáng theo giờ địa phương và đến hiện tại, tình trạng oxy cung cấp cho bệnh viện đã trở lại bình thường. Bộ trưởng Y tế Jordan đã gửi lời chia buồn tới gia đình các bệnh nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng những người làm việc cầu thả sẽ phải chịu trách nhiệm. Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Naziz Obeidet sẵn sàng chịu trách nhiệm về mặt đạo đức và tuyên bố từ chức. Quốc vương Jordan, Abdullah II và Thái tử đã đến bệnh viện để kiểm tra tình hình.
Thủ tướng Jordan đã chỉ đạo mở một cuộc điều tra ngay lập tức về sự cố mất oxy tại bệnh viện Anshar, đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả những người có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. Dự kiến, Quốc hội Jordan sẽ tổ chức một phiên họp khẩn vào ngày 14 tháng 3 để thảo luận về vụ việc nghiêm trọng này. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong bản tin trưa ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Và thưa quý vị, vẫn như cuối chương trình, hàng ngày chúng tôi vẫn hay chia sẻ đến quý vị một phương pháp giúp tăng cường sức đề kháng, giảm stress, đó chính là luyện tập khí công theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Nếu quý vị quan tâm, hãy vào đường link hướng dẫn chúng tôi có để ở phần mô tả bên dưới mỗi bộ video. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tối ngày hôm nay.